chín. Cá gì bự vậy? Ôi, hai con lượt luôn. Hai con lượt luôn. Hai con lượt luôn các bạn ạ. Đấy, hai con này nữa là 5 con. Nãy giờ mình được dưới kia được 3 con, hai con này 5 con. Xin chào các bạn nha. Lâu lắm anh mới ra đây câu đêm nha các bạn. Câu gần nha các bạn. Tiếp tục nha các bạn ơi. Có cá rồi. Có cá là vui rồi. Cái gì đây? Cái gì mà ngồi dữ vậy? Cái gì mà bị dữ vậy? Cái gì đây? Ô, cái chép. Cái chép, cái chép. Cái chép của bạn. Mày hả bưởi? Rồi, lên cái chép của mày. Tên cá chép đầu tiên nhớ vậy. Chép. Ui. Dính. Cái gì? Cái chép nữa các bạn ơi. Cái chép nhỏ. Rồi, lên cái chép thứ hai nha các bạn. Chép nữa các bạn ơi. Rồi, lên cá chép nữa các bạn. Chín hai lưỡi lượt luôn. Ba con, một con này là ba con rồi. Cá nó quá ngổ rồi các bạn ơi. Thank you.
chín. Cá gì bự vậy? Ui, hai con lượt luôn. Hai con lượt luôn. Hai con lượt luôn các bạn ạ. Dạ, hai con này nữa là 5 con. Nãy giờ mình được dưới kia được 3 con, hai con này nó 5 con. Cá nó vẫn ổ rồi các bạn ơi. Được nhiều rồi nè các bạn. Kịch vậy các bạn. Một cá chê nữa. Đây được nhiều cá nha các bạn. Được coi, 5 con cá chép, con cá chê nhỏ các bạn. Con cá chép này bự nè. Còn cá chép vàng không ạ? Rồi. Đây, buổi đi câu tới đây tạm dừng nha các bạn. Thì các bạn yêu thích mình thì like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong video khác nhé. Còn cá này thì mình thả đó các bạn, cái chích này nhỏ không à. Kết thúc video ở đây nha các bạn.